Tập 13. À, sư phụ. Cá. Ở đâu? Quá. Ở đâu vậy? Ăn rồi. Hay quá. Có này cũng đã ăn rồi. Phải đó. Các đệ đã là đệ tử của Phật gia, không được sát sanh ăn mặn, phải ăn chay. Tại sao phải ăn chay? Ăn chay đâu có tiêu tăng nghiệp chướng, cũng như gia tăng tích đức. Không ăn, tụi đệ phải ăn thịt. A Di Đà Phật. Ăn chay các con không phải vì tham công đức. Phật nói ăn chay vì tất cả sinh linh đều có tính Phật. Chúng sinh là Phật của tương lai, Bồ Tát tương lai. Thục nhục giả, đoạn đại từ chủng, bất thực nhục giả, tập đại công đức. Nhưng mà trâu dê ngựa đều ăn chay, sao chúng vẫn là động vật, không thoát được số phận bị người ta giết mổ chứ? Trâu ngựa dê ăn chay không phải trong lòng ăn chay. Phật nói ăn chay là để tu dưỡng lòng từ bi, lòng bình đẳng. Tất cả chúng sinh đều có quyền được sống còn và tự do. Tất cả động vật đều có tính tham sống sợ chết. Đây là giác tính, linh tính. Chúng ta nhìn thấy một con vật lúc nó sắp chết, quán tháng gào thét, Phật động lòng từ bi, vì vậy không ăn thịt nữa. Là thứ nhất. Thứ hai, Phật nói nhân quả, sát sanh bị quả báo, giết người đền mạng, ăn chúng nửa cân trả lại tam lạng. Bởi vậy chúng ta không được ăn thịt, đã rõ chưa? Đã rõ rồi. Các đệ đã rõ rồi, sao không làm theo? A Di Đà Phật. Các hòa thượng, ở đây có người. Ngũ độc công chúa, sao các người ở đây? Sao mọi người tới đây? Mau kể tối cho ta đi. Đại chúng, Lục sư huynh, thầy là người hay ma. Ta nhìn thấy thầy chết rồi, thầy đừng bám theo ám ta nha. Lục sư huynh còn sống nhân làm gì có chuyện chết. Chính mắt ta nhìn thấy thầy bị kiếm đâm trúng tim. Phật tổ phù hộ không có đâm trúng tim. Hả? Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Lên. Các hòa thượng, cuối cùng ta đã chờ được các ngươi. Các ngươi lại. Chúng ta từng đánh nhau vài lần, chẳng lẽ các ngươi vẫn không nhận ra? Ngươi liên tục bám theo chúng tôi, gây ra rất nhiều phiền phức cho chúng tôi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì đây? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta là người của Tây Lỗ Thiên Hội. Ta từ phía Tây liên tục bám theo các ngươi. Các ngươi là người của Tây Lỗ Thiên Hội, tại sao ngăn cản chúng tôi? Chẳng lẽ là Giang Thọ Sơn tướng quân bảo các ngươi làm vậy? Giang Thọ Sơn không còn là tướng quân của chúng tôi. Sự tồn tại của Tây Lỗ Thiên Hội là để quang phục Đại Minh. Giang Thọ Sơn và Băng Ngọc công chúa đã phản bội Tây Lỗ Thiên Hội. Người trong thiên hội ai cũng muốn giết họ. Chúng tôi bám theo tới đây là ngăn chặn Dạng Thọ Sơn vào kinh. Tiếc là bây giờ không thấy tung tích Dạng Thọ Sơn đâu. Hòa thượng, biết điều, các người mau giao Dạng Thọ Sơn ra đây. Chẳng lẽ Dạng Thọ Sơn tướng quân không có ở đây? Có người nói với chúng tôi ngài ấy ở đây. Rõ ràng là các người giấu Dạng Thọ Sơn đi, còn ở đây làm bộ. Biết điều, mau giao hắn ra. Không thôi đừng trách chúng tôi không cách sáo. Khoan đã, ta thấy các người thật sự đánh nhau, có thể thả chúng tôi ra có được không? Tôi bảo đảm không bỏ chạy đâu. Không thả, còn tiếp tục trói như vậy, ta cho chúng tôi bị liệt mất. Thí chủ, việc này không liên quan tới họ. Ta quyết đấu với ngươi. Tôi không có quyền đó, lão đại chúng tôi mới có. Lão đại các ngươi lại? Hắn ở đâu? Kêu hắn ra đây nói chuyện với chúng tôi. Ta không biết. Cái gì? Ngươi ngay cả lão đại của mình là ai cũng không biết? Tây Lỗ Thiên Hội chúng tôi lâu nay làm gì cũng cẩn mật. Lão đại chúng tôi đi không thấy hình về không thấy bóng, sao có thể thấy được mặt thật của lão đại? Thả họ ra. Khẩu khí của cô cũng lớn thật. Cô là ai? Tham kiến lão đại. Thả họ ra. Nhưng mà thả người. Dạ. Dạ. Đây. Công chúa. Công chúa đứng yên. Ngươi tránh ra. Giờ không phải lúc làm càn. Hai người lùi lại. Ta không có làm càn. Hắn giết dũng sĩ của bộ lạc chúng tôi, ta phải giết hắn để trả thù cho họ. Đây là địa bàn của chúng tôi, người nào xâm nhập vào giết không tha. Ai bảo dũng sĩ của cô có con đường sống không đi, cố tình chui vào đường chết. Chết là đáng đời. Người nói cái gì? Ê, công chúa. Công chúa, cô bình tĩnh lại đi. Chàng không giúp ta còn ngăn cản ta, chàng mau tránh ra. Công chúa, giờ thật sự không phải lúc.
Người xưa nói quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nàng tạm thời cố nhẫn nhịn để hòa thượng giải quyết xong việc của Dạng Thọ Sơn đóng quân. Ta nhất định giúp nàng trả thù. Đại sư huynh, đại sư huynh. Các huynh đệ, đây chính là đại sư huynh đó. Đúng là đại sư huynh rồi. Huynh sao vậy? Nhị sư huynh, huynh mau tới xem đại sư huynh bị cái gì vậy? Đại sư huynh, huynh bị sao vậy? Sao vậy? Đại sư huynh. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, huynh bị sao vậy? Ngô độc huynh đệ, rốt cuộc ngươi đã làm gì khiến huynh ấy trở thành như vậy? Không liên quan tới ta, là ta dùng hết sức mình mới cứu được huynh ấy ra. Sau cái đêm xảy ra chuyện, huynh ấy trở nên điên điên khùng khùng. Huynh ấy bị điên mất rồi. Ta hiểu tâm trạng của ngươi. Hắn trở thành như vậy không phải do ta gây ra. Sư phụ, lợi hại, uống nước đi. Cậu ngồi đi. Ngươi là ai vậy? Cán Tây Hổ. Ngươi là Cán Tây Hổ? Trước đây Cán Bắc Hổ, Cán Nam Hổ đều đã thất bại bỏ đi, ngươi tới đây làm gì? Trước đây Cán Bắc Hổ, Cán Nam Hổ, không phải Cán Tây Hổ hiện giờ, bọn chúng thất bại vì bọn chúng vô dụng. Bởi vậy ta tới đây. Cán Tây Hổ này có đủ bản lĩnh, ta không muốn làm gì. Kiếp đời này ta không làm được trò trống gì, chỉ thích chơi cờ. Cả đời đi khắp thế gian chỉ vì chơi cờ, nhưng mà chưa từng có ai là đối thủ của ta. Ngươi tìm tới chúng tôi chỉ vì muốn chơi cờ sao? Không phải các ngươi, là Phương trưởng. Phương trưởng, ta muốn cùng ngươi chơi ván cờ, ngươi có dám không? Chơi cờ có gì khó, ta chơi. Ngươi chỉ cần 8 bước là ta tiêu diệt ngươi. Ngươi tưởng ta không biết chơi cờ sao? Làm gì có ai trong 8 bước thắng được đối phương chứ? Người khác không được, nhưng ta được. Ngươi muốn thử không? Trí Thành, trò lui xuống trước để thầy tiếp hắn vài chiêu. Sư phụ, để trò chơi thử với hắn trước. Bọn chúng người nào cũng hung dữ ác độc, miễn nó chơi cờ, nhưng nhất định là có âm mưu gì đó. Không sao, cho dù là ai chơi cờ với ta, ta không bao giờ từ chối. Được rồi, để đệ tử của ngươi chơi trước. Ngươi không phải chơi cờ, ngươi muốn giết ngươi. Ta đang chơi cờ, chỉ là ta không thích để quân cờ rơi xuống bàn cờ, mà để nó ghim vào tử huyệt của đối phương. Quân cờ lúc nãy chỉ là để cảnh cáo ngươi, tiếp theo sau ngươi hãy cẩn thận. Ngươi chơi cờ có quy tắc gì? Nhất cờ là đi, sống chết có số. Ngươi tiếp được chiêu thứ 7 của ta là khá lắm rồi. Ta chơi với ngươi, ngươi dám chơi không? 5 đứa nhóc con miệng còn hôi sữa các ngươi, ta không có hứng chơi với các ngươi. Nếu các ngươi muốn chết, ta tiễn các ngươi lên đường. Dừng tay. Thí chủ, nói thật, ngươi có thắng được 5 đứa nhỏ này đi nữa cũng không chứng tỏ được bản lĩnh của ngươi. Hay là ngươi thử vài chiêu với lão nạp đây? Thế nào, ngươi thắng lão nạp cần mấy bước cờ? 30 bước. Ngươi nhất định ói máu chết tại chỗ. Ngươi đi khắp thiên hạ chơi cờ với nhiều người, lão nạp đây thật sự không bằng, không biết có thể nhường lão nạp 1 bước. Ta nhận lệnh của người ta, không thể nhường được. Cho dù là ta có nhiều 1 bước hay không, ngươi cũng phải chết. Vậy phải dùng hết sức mình. Nè, thí chủ mời. Mời. Tối hôm đó doanh trại bị cháy có phải do các người làm? Ta nói không phải, người có tin không? Ta không tin. Bởi vì cô liên tục nói dối, Dạng Thọ Sơn tướng quân mất tích, việc này liên quan tới cô có phải không? Ngươi đang nghi ngờ ta? Ta không có lời gì để nói. Hồ Bưu đã nói Dạng Thọ Sơn đang ở đây. Hắn nói thì ngươi tin, hắn lừa gạt ngươi. Chỗ này
là ta theo Nạp Lan tướng quân sau khi tới Ngạc Nhĩ Đa Tư vô tình phát hiện ra. Bởi vì địa hình bí ẩn không dễ phát hiện, cho nên lấy chỗ này làm chỗ liên lạc của Tây Lỗ Thiên Hội. Hồ Bưu bám theo người của Tây Lỗ Thiên Hội, cố tình lừa các người tới đây. Ta tới chỗ này là để tiếp ứng Dạng Thọ Sơn tướng quân và Băng Ngọc công chúa, không ngờ tới đây nhưng không đón được họ. Chẳng lẽ Dạng Thọ Sơn tướng quân và Băng Ngọc công chúa tự nhiên biến mất? Việc này không thể nào. Không phải các người giấu họ đi, vậy chỉ còn hai khả năng. Một là có một thế lực khác mà chúng ta đều không biết đã bắt họ đi mất. Cái thứ hai là chính Dạng Thọ Sơn tướng quân và Băng Ngọc công chúa tự mình rời khỏi. Việc này không thể nào. Họ đã đồng ý quy thuận Đại Thanh, không thể tự nhiên mất tích. Nếu ngã thay đổi, ngã cũng không cần tránh mặt chúng tôi. Chẳng lẽ thật sự có một thế lực mà chúng ta không hay biết? Tạm thời vào lúc này chúng tôi không phát hiện ra gì. Tính tới thời điểm này, chỉ có các người đáng bị nghi ngờ nhất khi tướng quân mất tích. Vẫn còn một khả năng là các người đã đưa hai người họ đi, cố tình gây ra hỗn loạn, lừa gạt chúng tôi. Vị sư huynh, ta nhớ ra việc này. Là việc gì? Nè, tới hôm xảy ra chuyện, ta có trở về tìm các huynh. Lúc đó doanh trại lửa cháy khắp nơi, không thấy bóng dáng các huynh đâu, nên ta đi tìm Bạch Đại Nhân. Lúc đó Nghệ đang hấp hối. Người nói Bạch Đại Nhân đã... Nghệ đã chết rồi. Nhưng mà Nghệ trước lúc làm chung có nói một câu. Nghệ nói trong chúng ta có kẻ phản bội. Nói bậy. Giữa chúng ta làm gì có kẻ phản bội? Ta đã nghĩ có khi nào tên phản bội đó bắt Dạng Thọ Sơn tướng quân đi. Ý của người là giữa chúng ta có người vạch ra tất cả những việc này, trước tiên là phóng hỏa gây hỗn loạn, sau đó đưa Dạng Thọ Sơn tướng quân đi. Con người sắp chết lại họ nói là thật. Ta tin Bạch Đại Nhân không có lừa chúng ta. Vấn đề là tên phản bội là ai? Ngũ Độc huynh đệ, trước khi có chứng cứ xác thực không được nói bừa. Giả lại giữa chúng ta không thể nào có người phản bội được. Không phải giữa chúng ta có tên phản bội tiếp ứng, đêm đó doanh trại đột nhiên bị tập kích, các huynh không thể nào không phát hiện ra động tĩnh gì. Thiệt ra đây là việc của hòa thượng, các huynh ta không quan tâm cũng không xen vào. Nếu không tìm ra tên phản bội, tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm. Hai người đang thì thầm nói gì vậy? Nhị sư huynh, trong sắc mặt huynh kỳ vậy. Nhị sư huynh, huynh sao vậy? Có việc gì không thể nói cho mọi người biết sao? Ủa, ngươi sao ngươi có thể thắng được ta? Ngươi không có thua, ta cũng không có thắng. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức Như Lai giả. Thắng là thắng, thua là thua. Ngươi đã thắng ta, hãy giết ta đi, sau đó các ngươi có thể rời khỏi chỗ này. Ta chưa từng nghĩ ra tay giết chết ngươi. Ngươi có thể rời khỏi chỗ này. Ngươi đã thắng ta rồi, không khác gì giết chết ta. Dừng tay. Ngươi tính làm gì? Cán Tây Hổ đã thua, không thể sống tiếp được. A-di-đà Phật. Dạng vật tồn tại trong thế gian này tựa như cảnh trong mơ, trăng trong gương, hoa trong nước, bỗng chốc biên mất tựa như ảo ảnh. Sở lập pháp giả, giai vi nhân lập pháp, nhân vi hư vọng, nhân sở lập chi pháp, cũng chỉ là hư ảo thôi. Mọi thứ trên thế gian đều là giả. Ngươi đâu cần quá cố chấp, xem trọng thắng thua. Ta tội nghiệp sâu nặng, xin sư phụ giúp ta thoát khỏi bể khổ. Ta đã phế võ công của ngươi, từ giờ trở đi ngươi không còn là Cán Tây Hổ nữa. Vậy ta là ai? Tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Ngươi hãy lấy tên pháp diệt. Cảm tạ thầy phương trưởng đã độ quá. Lúc trò là Cán Tây Hổ đam mê dục vọng, ý mình có võ công cao cường, làm nhiều điều ác, tâm tựa như rơi xuống đáy bùn sâu, ngày đêm đau khổ. Hôm nay sư phụ quỷ võ công của trò, cơn ác bỗng dường như đã được thức tỉnh. Mọi việc trước đây tựa như giấc mơ, pháp diệt chắc chắn đoạn tuyệt với cái ác. Sau này lúc nào cũng hành thiện tích đức, mong xóa bỏ được nghiệp chướng trước đây. A-di-đà. Sư phụ, giờ thì để hắn đi. Hắn là con rắn độc, mai mốt nhất định quay ngược lại cắn chúng ta. Vậy con tính làm gì? Bài học của Cắn Bắt Hổ, thầy không nhớ gì sao? Trong kinh Phật không có bài học, chỉ có nhân quả. Hành vi của mỗi người đều có nhân quả.
nhưng chúng ta không có quyền bắt ép họ. Nếu làm vậy, chúng ta tạo ra nghiệp chướng, nhân quả báo ứng, trời đang ghi chép, Phật đang phân phối. Chúng ta chỉ có thể dùng lương thiện đi đổ qua họ. Nhưng con thấy thầy phế võ công của hắn. Sai rồi. Lúc thầy phế võ công của hắn cảm nhận được sự chống trả lại, bởi vậy thầy không có vạch trần hắn. Sư phụ, thầy nên phế võ công của hắn. Sư phụ, tại sao hắn lại giả bộ quy hàng vậy? Trước đây, Cán Nam Hổ từng nói, sống còn được đặt lên hàng đầu, họ không muốn chết, nhất định giả bộ hối cải. Chúng ta không thể trừng phạt bất cứ ai có lòng muốn hối cải. Thật ra thầy biết, tiếp tục đi về phía trước sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Chúng ta muốn lường trước cũng không lường được. Thầy không thể ra tay giết hắn, tụi con có thể. Thầy không cho phép các con ở trước mặt thầy ra tay giết người. Thầy không ra tay cứu hắn, chẳng khác nào thầy đã giết hắn. Phật tổ nhất định không đồng ý. Tên hung thủ giết người kia, ta không tha cho ngươi đâu. Công chúa. Là hồ phó đô thống. Mau phó đô thống à, xảy ra chuyện gì? Phó đô thống Cách Luân tướng quân bị loạn đảng bắt đi, mau điều động tất cả binh lính giải cứu tướng quân nhanh. Dạ. Công chúa, nàng dừng lại đi, nàng bình tĩnh lại đi nào công chúa. Ngươi hãy đợi đó. Hòa thượng, các người đã suy nghĩ kỹ chưa? Để chúng tôi ra tay, các người mới chịu nói ra, hay là các người ngoan ngoãn giao dặn Thọ Sơn tướng quân ra? Đây là việc chúng tôi hỏi cô mới phải. Trước đây là Quang Minh Đại Thành muốn giết chúng tôi, bây giờ Tây Lỗ Thiên Hộ cũng muốn giết chúng tôi. Hòa thượng, chúng tôi đã đắc tội với ai vậy? Nhị sư huynh, có phải huynh đã biết tung tích của Vạn Thọ Sơn tướng quân và Băng Ngọc công chúa không? Huynh không biết. Biết đâu, trong chúng ta có người biết. Lời huynh vừa nói có ý gì? Để tôi nói cho rồi, các huynh đệ với các người có kẻ phản bội. Không thể nào. Không thể nào? Tại sao không thể? Bạch đại nhân trước lúc lâm chung nói cho ta biết. Bạch đại nhân chết rồi. Chính mắt ngươi nhìn thấy. Đúng vậy, chính mắt ta nhìn thấy ngài ấy bị chết cháy trong trận hỏa hoạn. Nhưng ta nhận ra giọng nói của ngài ấy, chính miệng ngài nói cho ta biết. Ngũ độc, không có chứng cứ không được nói bừa. Nói vậy, trong nhóm các người có người bắt Dạng Thọ Sơn tướng quân đi. Tử Yên, là giữa các người có người giả làm hòa thượng trà trộn vào doanh trại, khiến cho Bạch đại nhân hiểu lầm. Khoan đã, nghe lời các người vừa nói khiến tôi đột nhiên nhớ ra việc này. Cái đêm doanh trại xảy ra chuyện, một mình tôi đang gác đêm. Ê, đừng lấy đi, tôi ăn chữ nọ. Không xong rồi, cháy rồi. Vạn Thọ Sơn tướng quân và Băng Ngọc công chúa đi đâu rồi? Mình mới ngủ thiếp đi có một chút đã trở thành như vậy. Đi. Có người. Ta đã biết ai là nội gián rồi. Bác sĩ đệ, tối hôm đó thật sự đệ thấy rõ hả? Thấy rất rõ, chính là người của Tây Lỗ Thiên Hội. Tên phản bội mà Bạch đại nhân nói không phải chỉ hòa thượng chúng ta, là chỉ Vạn Thọ Sơn. Đúng như lời Nạp Lan tướng quân nói, người Tây Lỗ Thiên Hội đồng hàng Đại Thanh, quả thật có mục đích. Các người nói Tây Lỗ Thiên Hội hãm hại các người? Không thể nào. Tây Lỗ Thiên Hội rời khỏi nước nhà của mình, theo chúng tôi vào kinh thành đàm phán. Có thể thấy được lòng quyết tâm của họ. Nếu nói họ có lòng tư lợi, dường như là không thể nào. Đi. Sao các người có thể xác định Vạn Thọ Sơn thành tâm thành ý quy thuận Đại Thanh? Biết đâu đã thay đổi, có thể trên đường đi tìm cơ hội giết chúng ta. Người của Tây Lỗ Thiên Hội ngày nào cũng ở bên cạnh các người, họ muốn hãm hại các người hay không? Không lẽ các người không rõ sao? Trước lúc lâm chung mà đại nhân nói trong chúng ta có kẻ phản bội, người đó có khi nào là đại sư huynh? Người nói bậy, không được nghe ngờ đại sư huynh. Người ta nói hết đã. Mọi người nghĩ xem, đại sư huynh tại sao tự nhiên mất hồn? Trước khi huynh ấy bị điên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có ai biết không? Hãy nói tiếp đi. Ta cảm thấy ngay từ lúc bắt đầu, Vạn Thọ Sơn tướng quân
biết được Đại Thanh tính tiêu diệt Tây Lỗ Thiên Hội, bởi vậy dùng một chiêu hiểm độc. Hắn tìm cách tiếp cận Đại Sư Huynh, rồi sau đó dùng cách gì đó mà chúng ta không biết khống chế Đại Sư Huynh, khiến Đại Sư Huynh trong lúc mê màng phóng hỏa đốt doanh trại, rồi Giang Thọ Sơn tướng quân và Bà Ngọc Công Chúa làm bộ bị trúng mai phục, nhân cơ hội bỏ trốn. Trước lúc Bạch đại nhân xảy ra chuyện, nhất định có gặp qua Đại Sư Huynh. Bây giờ ngài ấy mới nói trong chúng ta có tên phản bội. Sau khi Đại Sư Huynh thức tỉnh, phát hiện mình đại khai sát giới, nghĩ huynh ấy chính là giết chết mọi người, huynh ấy bị sốc nặng nên mất hết lý trí. Có thể Dạng Thọ Sơn tướng quân giết huynh đệ các người. Cùng đại nhân và các đại nhân, nhưng ngài ấy không bao giờ hy sinh ba tánh của Tây Lộ quốc để hoàn thành việc của mình. Cuộc đời của ngài ấy đều cống hiến cho Tây Lộ quốc. Ngoài ra Ban Ngọc công chúa cũng không để ngài ấy làm vậy. Sau khi Dạng Thọ Sơn tướng quân và Bảo Ngọc công chúa được các người cứu thoát, bỗng nhiên mất tích, chẳng lẽ như vậy không đủ chứng minh sao? Rất có thể họ bị người thần bí bắt cóc. Huynh có chắc bị bắt cóc không mà không phải tự nguyện đi theo bọn họ? Dạng Thọ Sơn tướng quân là cao thủ bậc nhất của Đại Minh, để thấy không mấy người trong tình cảnh ngài ấy không bằng lòng ép được ngài ấy đi. Huynh có chắc ngài ấy không có phản kháng? Biết đâu ngài ấy có lý do gì đó không thể đi cùng họ. Có thể ngài ấy đã trở về với người của mình. Đủ rồi, về việc này tạm thời tới đây, mọi người đừng ở đây đoán mò nữa. Tướng quân, là tôi. Shhh. Qua đây. Người dẫn bọn họ tới chỗ này, thật ra người muốn gì đây? Tướng quân, tại ngài không biết, chỗ này vào được nhưng ra không được, là nấm mộ của tự nhiên. Tôi dụ họ vào đây là để hốt trọn ổ. Vậy chúng ta làm sao ra ngoài? Tướng quân yên tâm, tôi biết lối khác ra ngoài. Tốt lắm. Vậy chúng ta giết hết bọn chúng tại đây, ngay cả thi thể cũng không để lại. Làm vậy không ai biết, cho chúng ta làm. Đi. Đi. Chuẩn bị khai pháo. Công chúa, cách luôn. Hồ Bương, ngươi vẫn còn sống? Ta chết rồi. Ai tiễn đưa các ngươi? Ngươi muốn gì? Ta tới đây kết liễu các ngươi, tiễn các ngươi về châu trời. Tự yên cô nương, đừng tưởng chỉ có một mình cô biết chỗ này. Hồ Bưu này cũng là người ở biên ải, ta từ lâu đã biết chỗ này rồi. Lúc nãy khi giết ngươi nên đâm thêm một nhát để tránh hậu hoạn. Không còn cơ hội nữa. Chỉ cần các ngươi nói cho ta biết Dạng Thọ Sơn và Băng Ngọc đang ở đâu, ta có thể tha mạng cho các ngươi. Sao chúng tôi biết được họ đang ở đâu chứ? Các ngươi là thân tín của Dạng Thọ Sơn, chỉ có các ngươi biết Dạng Thọ Sơn rốt cuộc đang ở đâu. Ngay cả ngươi cũng không biết Dạng Thọ Sơn tướng quân đang ở đâu. Xem ra không biết họ đã đi đâu rồi. Họ có thể đi đâu đây? Tại sao lão tướng quân chơi trò trốn tìm với chúng ta? Chúng ta bảo vệ họ, còn họ lại lén bỏ trốn. Chắc gì, việc này không đơn giản như vậy đâu. Bên trong nhất định có bí mật gì đó. Cách luôn tướng quân, chúng tôi thật sự đang truy tìm tung tích của Dạng Thọ Sơn tướng quân. Vì các ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa, bất kỳ lúc nào ta cũng có thể để các ngươi bỏ mạng tại sa mạc. Nè hai vị tướng quân, ta biết việc giữa các người vẫn chưa giải quyết. Các người giải quyết việc các người. Ta với công chúa không liên quan gì tới bọn chúng. Hay là để chúng tôi đi trước đi. Các người không chạy thoát được đâu. Thơm quá. Cái gì vậy? Mùi thơm này dễ chịu quá. Là mùi thơm gì vậy? Hình như là mùi phấn thơm của phụ nữ. Đừng ngửi, có độc. Đi, đuổi theo. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta tìm chỗ núp trước, tùy cơ ứng biến. Mau chạy, mau dùng nội lực ép khí độc xuống. Để có cách này. Mau lên, mau lên, mau lên. Nè, chỉ cần bịch vào mũi. Gì đâu mà khai quá, ai chịu cho nổi chứ. Cái này là nước tiểu đồng tử để cố giữ trong hai mươi mấy năm qua, là phương thuốc giải độc. Nhanh, đại sư huynh, hít vào,
Tử Yên cô nương, cô định làm gì? Những người đó hình như chưa có chết, hình như cổ đang thi triển một loại võ công. Tiểu hòa thượng, các người nói đúng rồi, họ chỉ là bị hôn mê ngất xỉu, chưa có chết. Ta dùng tiếng chuông khống chế tâm trí của họ, hiện giờ họ là người của ta. Bây giờ ta lệnh các người cầm vũ khí lên tay, giết hết bọn chúng. Dừng tay! Tử Yên tỉ tỉ, mau dừng tay để không được giết người vô tội. Tử Yên, dừng lại đi. Vị sư huynh, Nhị sư huynh, huynh bị gì vậy? Có phải ngay cả huynh cũng bị mê hoặc không? Đại sư huynh, huynh về nghỉ ngơi đi. Lục sư đệ và Ngũ Độc cùng nhau lên phía trước dò đường, tới giờ vẫn chưa về, huynh cảm thấy rất lo lắng. Phía trước là đạo danh Ngạn Nhĩ Đa Tư, là nơi chôn cất của Thành Các Tư Hãn. Chỗ này lâu nay luôn thái bình, chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Cứu ta với! Là tiếng của Cáp đại nhân. Xảy ra chuyện luôn. Cứu ta với! Mau cứu ta! Cứu ta! Đứng lại! Cô lại! Người đoán xem, có thể là người làm hại ngươi, cũng có thể là người cứu ngươi. Đừng lẩn trốn nữa, mau ra ngoài này, ta thấy các người rồi. Các ngươi là ai? Ngươi đã là người chết rồi, không cần biết chúng tôi là ai. Hòa thượng, đừng gây rối cản trở, ta đang cứu các người. Những người đó đều đáng tội chết. Các dũng sĩ hãy nghe cho rõ đây, bây giờ ta giao cho các người việc này, giết chết khách luôn về hồ bưu. Yeah.
Nhị sư huynh, tối hôm đó sao Tử Yên tỷ tỷ tới chỗ doanh trại? Chẳng lẽ tỷ ấy cùng người bịt mặt đánh lén chúng ta? Có phải người phóng hỏa là Tử Yên thì đã chúng ta đều bị cô ta lừa rồi. Ngươi lại không được tỉnh táo phải không? Sao tự nhiên công kích ta? Bởi vì tâm trí của ta không được tỉnh táo mới thấy rõ bộ mặt thật của cô. Giờ là lúc nào rồi? Ngươi vẫn nghi ngờ ta. Kẻ thù của ngươi là Hồ Bưu và Cách Luân. Ta đang giúp các ngươi. Cô khả nghi hơn bọn họ. Tối hôm đó chính mắt ta nhìn thấy cô từ doanh trại bỏ chạy. Là cô tập kích Cáp đại nhân. Đúng vậy. Tối hôm đó đúng là ta có tới doanh trại. Ta tới đó là vì Tây Lỗ Thiên Hội, là Dạng Thọ Sơn tướng quân kêu ta lén đột nhập vào liều của Cáp Nhị Xích, tìm lên một vật bị hắn ăn trộm mất. Đó là bảo vật hoàng đế Đại Thanh, trao trả lại cho Tây Lỗ Thiên Hội. Còn Cáp Nhị Xích thấy bảo vật nổi lòng tham, ăn trộm lấy đi mất. Im miệng. Cáp đại nhân là quan lại của Đại Thanh, người thật sự nổi lòng tham là cô mới đúng. Hoàng thượng kêu các người Tây Hành hộ tống bảo vệ một chiếc bảo hộp với tận tay giao tới Chu Tam Thái Tử của Tây Lỗ Thiên Hội. Người có nghĩ qua trong bảo hộp đó rốt cuộc chứa đựng bí mật gì? Chẳng lẽ chỉ là một đạo thánh chỉ chiêu an? Nếu thật sự như vậy, hoàng đế Đại Thanh đâu cần phải phái cả đoàn người đi theo hộ tống bảo vệ. Tây Lỗ Thiên Hội cũng không dễ gì quy thuận đầu hàng. Cô vẫn nói dối. Tình hình không tùy ngươi. Tướng quân, đi. Những người này đánh không chết phải làm sao đây? Đi chết ở yêu nữa đó. Đi. Tử Yên, hôm nay ta nhất định không tha cho cô đâu. Trời Thưa sư huynh, họ dùng yêu thuật gì vậy? Người chết mới sống lại. Đừng nghĩ ta sợ cách thôi. Đừng đánh nữa. Ta là thần lĩnh của các người. Các người không được bấn kính với ta. Yeah.
Các người bị mù phải không? Ngay cả ta cũng dám đánh. Công chúa, vẫn là nàng thương ta nhất đúng không? Vậy chàng nói đi, mai mốt còn bỏ trốn không? Không trốn nữa, mai mốt không dám trốn nữa. Im lặng đi. Bác sư đệ nắm lấy tay quân. Đại sư huynh, đại sư huynh, mau tỉnh dậy, đại sư huynh. Đừng quá đau lòng. Được chết trong lòng người mình yêu thương, ta cảm thấy rất vui. Người có tin ta không? Ta chưa từng có ý làm hại người. Được người tin là quá đủ rồi. Người còn nhớ không? Chúng ta có hẹn ước với nhau. Giờ đây ta nói cho người biết một bí mật cuối cùng. Thật ra trước đây ta có lừa dối người. Ta là cô nhi được Dạng Thọ Sơn tướng quân dẫn nuôi từ nhỏ. Hắn trong hố tử thế nhặt ta mang về, huấn luyện ta trở thành một sát thủ, giết người không gớm tay. Hắn xem ta như vũ khí, không hề có chỉ định hôn ước gì cho ta. Ta trước đây biết gặp Thời Vũ tướng quân, ngày ấy có một người con trai là hòa thượng Bị Câm, cho nên ta lừa gạt ngươi. Đại sư huynh, đại sư huynh, Dạng Thọ Sơn tướng quân phái ta tới kinh thành để ta ở bên cạnh Nạp Lan tướng quân nhằm lật đổ ngày ấy. Vậy sao gia tộc Nạp Lan bị người xấu hãm hại, đẩy tới dùng biên ải, mất đi giá trị lợi dụng, còn ta không khống chế được mình phải lòng yêu hắn. Vậy sao nghe nói Dạng Thọ Sơn tướng quân quy thuận Đại Thanh, cho nên ta ở đây tiếp ứng hắn. Không ngờ lại gặp được ngươi. Nếu quen biết người sớm hơn, biết đâu ta đã không phải lòng yêu Nạp Lan tướng quân. Nếu người không phải hòa thượng, chúng ta được hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng bây giờ đành phải biệt ly. Người đâu? Cứu tôi với!
Nhị sư huynh, nhị sư huynh, nhị sư huynh. Bây giờ ta hỏi người lần cuối, nếu như người không phải hòa thượng, người có cưới ta không? Tự Yên không có phúc phận, kiếp đời này không được gọi ngươi một tiếng tướng công, cũng không được nghe ngươi gọi ta một tiếng thê tử. Ly thụ chung hữu tận, tương tư cao bất quạt. Huh?